Làm gì khi ông già theo chế độ cũ nhưng mình là thanh niên yêu nước anh? Kệ ông già ông theo chế độ cũ thì từ từ ông cũng ngẫm thôi, chứ có gì đâu quan trọng đâu trời. Thì kệ đi ông già đi, bây giờ chuyện ông già đó cần gì phải quan tâm, bạn bạn yêu nước là được rồi. Ông già bạn giờ già rồi làm được gì đâu, bây giờ là đất nước là của tuổi trẻ đúng không? Còn bây giờ thấy xui lịch sử đất nước của mình, nó có chiến tranh Việt Nam, nó làm cho người này người kia tối ngày ổng cứ nhồi sọ em đam ổng hoài, nhưng ổng không thon được, sống chung một nhà nhiều khi bị ức chế lắm anh. Kệ nó, tới 18 tuổi ra riêng em ơi, tới lúc tuổi già mà con cái nó bỏ đi hết đó, thì người ta sẽ hiểu, người ta sẽ nhìn nhận rằng trong cuộc đời này mình làm gì mà nó bỏ đi chứ không phải là bỏ ổng nha mấy em. Thí dụ như em bỏ đi thôi, nhưng mà chu cấp cho ổng vẫn phải chu cấp đều đều nha, chứ không xong rồi tự nhiên giờ em sống cái chuyện gia đình của em đem lên mạng bươi từ lưa hộp dưa hết, xong rồi cha em tố em không nuôi ổng, rồi xong rồi em tố ngược lại ổng là em nói ổng lấy nhiều chỗ này nọ, làm trò hề trên mạng, gia môn bất hạnh lắm em. Nên sống trên đời này chữ hiếu nó phải đi toàn diện nha, mình cũng không đem bóc phốt gia đình mình lên, cái đó là tụi em nên nhớ. Không ai dịch áo cho người xem lưng, chơi cái trò đó là ngu nhất luôn. Gì Di Nguyễn bưng bô diệt cộng, sau này nhà tan cửa nát, cái đó là hên xui đi mày ơi, chứ tao thấy mày bưng bô Cộng Hòa đu càng muôn kiếp không ngày quay về kìa. Thì đó kêu là gì giờ, tự nhiên người ta ví dụ giờ ta vừa giữa diệt cộng với cộng hòa, người ta chọn ai, đó là sự tín nhiệm của toàn dân. Rồi mày 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 sống ở trong rừng trong rú, mày ăn cám sú cám heo hay sao mà tự nhiên người ta chọn việt cộng, cái mày vô mày chửi đúng không? Mà trong khi mày chọn cộng hòa thì đu càng không ngày về kìa, Mỹ nó cũng chả chứa, Việt Nam cũng chả nhận, mày sống như con liêu linh vậy đó. Lúc đó thì mình nghĩ sao các bạn? Bởi vì Di Nguyễn ra đường dân chơi Sài Gòn xử đẹp ba má nhìn không ra. Hồi nãy mới mày mới nói là tao theo diệt cộng tan nhà nát cửa. Bây giờ mày nói là Di Nguyễn ra đường dân chơi Sài Gòn xử đẹp ba má nhìn không ra. Vậy tao hỏi tao thiệt nha, cuộc đời phản động của mày á, ngoài sủa ra mày biết làm gì nữa? Giờ tóm lại ý nào? Ý nào bây giờ, ý ra đường là bị xử đẹp ba má nhìn không ra, hay là ý là theo diệt cộng mày bị tan nhà nát cửa? Phản động của mày chốt quan điểm đi, được không? Có chốt quan điểm được hay không? Chứ làm mất mặt phản động quá. Phản động nó có đít và có đát, nó cũng có đảng phái, cũng có đoàn thể, sao lòi ra này ta? Thằng này nó vẫn kiên trì nó coi nè bạn, thằng này vẫn kiên trì nó coi dữ thiệt. Công nhận mấy anh phản động chứ cũng fan cuồng như đóng nhang, không chừng mai mốt nó có huy hiệu fan cứng luôn đó bạn. Các bạn là fan trong nước, các bạn yêu nước chưa chắc các bạn coi nhiều bằng mấy anh phản động đâu nha. Bạn thấy hình ảnh mấy anh phản động top fan chưa? Quá, nó vô nó comment trong bay nhà mình nó thành top fan luôn, mà xong rồi nó là phản động. Xong rồi cái có mấy người ta không biết á, người ta nói ủa sao Di Nguyễn ơi, thằng này nó phản động mà nó top fan Di Nguyễn luôn nè. Cái nói có gì đâu ông ơi, nó bỏ thời gian nó coi like nhiều chứ nó comment nhiều thành top fan thôi chứ có gì đâu. Quá, nhiều phản động khi nó hơn người trong nước chỗ đó luôn á đó. Thật sự là có cái điểm nào nó giỏi phải nhận nha các bạn, cái điểm mà nó giỏi phải nhận, chứ không phải là nó là phản động gì mình cũng chê nó không đúng. Riêng gì cái độ kiên trì và cái độ bền bỉ của nó hơi bị ghê á. Sao em yêu nước xem anh nhiều không được fan cứng của anh, em phải comment tương tác nhiều, rồi anh đưa comment của em lên mạng, anh trả lời comment của em nữa, thì thằng 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 Facebook nó mới nhận diện AI được. Nó nói rằng ừ cái tên của em lặn vậy, anh đã gọi tên em trong livestream đồ này nọ, anh đã kêu tên em, anh đã trả lời comment với em, tức là em được đàm đạo trực tiếp với idol, thì từ đó nó mới cho em fan cứng. Fan cứng thì nó có thêm cộng 1 cộng 2 nữa, fan cứng xe bài sẽ được cộng 1. À đúng rồi, fan cứng mà xe bài thì sẽ được cộng 1, chính xác. Mà dạo này chị An Nhiên nghỉ ở nhà nên chị An Nhiên cũng rảnh coi like dữ ha. À, pháp quyền với dân quyền cái nào mạnh hơn anh Duy Nguyễn? Em hỏi một câu này mà chứng tỏ em không đi học. Ủa thằng pháp quyền với dân quyền làm gì mâu thuẫn với nhau mà hỏi cái nào mạnh hơn? Trong thằng pháp quyền nó có thằng dân quyền rồi. Hợp lý không mấy em? À, anh Duy Thiên An Môn có được coi là phản động không anh? Phản động chứ gì nữa? Thiên An Môn là gì? Đạp đổ chủ nghĩa xã hội. Đúng không? Tiến lên một mô hình dân chủ đó, một kép mô một kép của Mỹ đế thì phản động chứ gì nữa. À, sao Việt Nam dư điện mà vẫn tăng giá vậy anh, người dân khổ quá đừng sống em. Sống trên đời tôi gặp mấy thằng than hoài tao cũng mệt lắm thiệt á. Anh chỉ biết nói vậy thôi nha. Sống bây giờ đàn ông đàn an mà có từng điện mà cũng than nữa thôi, anh Binh không nổi rồi đó mấy em. Ai nói anh sao anh chịu chứ thiệt. Thầy luôn. Con nhỏ nào nó cưới trúng mày phát một nữa chắc sau này tiền băng vệ sinh của nó mày cũng nhiếm luôn. Xin lỗi các bạn, mình đam nên mình nói chuyện hơi phủ chút xíu nha bạn. Chút mình mặc đồ kia vô mình nói chuyện hiền lại. Anh Duy nghĩ sao về thành phố Hồ Chí Minh góp 70% GDP cho cả nước? Mày điên mày chết bà giùm tao đi mày ơi. Mày comment cái câu này mà mày comment được, cái tao là dân thành phố Hồ Chí Minh nhưng tao đâu có khùng như mày. Mày nghĩ sao thành phố Hồ Chí Minh góp 70% GDP cho cả nước? Đúng không? Tao nhân danh là người thành phố Hồ Chí Minh. Anh không có cái phát biểu và cái phát ngôn mà ngu học như thằng này nha các bạn. Anh khẳng định với bạn nó không phải là người thành phố Hồ Chí Minh mà nó là thằng phản động. Đó.
nó vô nó quăng pháo tùm bậy tùm bạ để chia rẽ tình cảm con người giữa thành phố mang tên Bác với một đất nước hình chữ S thân thương. Đó, như Nguyễn tuyên bố vậy á. Thành phố Hồ Chí Minh tôi không chấp nhận thằng này, nếu cho tôi một lá phiếu tôi sẽ đuổi nó luôn. Đó là quan điểm của Duy Nguyễn nha. Tất nhiên đó là chỉ lá phiếu của Duy Nguyễn thôi, còn những lá phiếu khác Duy Nguyễn không biết. Đọc tới câu này là giận tím người rồi, không cần đọc nhiều mà chỉ cần nghe nó nói thành phố Hồ Chí Minh mà đóng góp 75% GDP là mình là một người thành phố Hồ Chí Minh có tự trọng thì mình phải đập thằng này liều luôn, chứ không để cho những thằng khốn nạn này nó tiễn thành phố Hồ Chí Minh về với Chúa. Nó sống trên đời nguy hiểm nhất đó là fan tiễn idol về với Chúa, đúng không? Đằng này thằng phản động nó tiễn thành phố Hồ Chí Minh về với Chúa, xong rồi cái dân vùng miền khác người ta sẽ cảm thấy ghét người thành phố Hồ Chí Minh một cách lạnh nhắt, trong khi thằng này nó nói chứ đâu phải dân thành phố Hồ Chí Minh nói. Nhân danh là anh là công dân ưu tú của thành phố Hồ Chí Minh, anh khẳng định điều đó, và nếu mà có anh lá phiếu anh bảo đảm anh đuổi này luôn. Lỡ mày có vô KT3 rồi đó, thì tao đuổi mày ra khỏi KT3 luôn. Lý do đơn giản, thí dụ như mày mày nhập tịch cho thành phố Hồ Chí Minh mà mày không biết bảo vệ thành phố Hồ Chí Minh, mày không biết sống cho thành phố Hồ Chí Minh mà mày chọc cho người ta ghét thành phố Hồ Chí Minh là mày tội phản thành phố Hồ Chí Minh. Đó, hợp lý không các bạn? Quan điểm của Duy Nguyễn rất rõ ràng nha. Càng xem kênh DTH càng thấy ba phải không anh Duy? Anh không biết kênh DTH mà mấy em coi kênh nào thì mấy em tự có cái nhận định cá nhân của em về kênh đó đi. Chứ bây giờ trên YouTube cả ngàn kênh YouTuber, ai biết kênh nào với kênh nào đâu. Dạo này toàn mặc đồ lên hình làm sao để cho nó khác ông Trương Phi anh. Em phải mặc đồ lên hình cho nó khác ông Trương Phi nha. Duy Nguyễn cùng với Luli làm kèo tranh luận thế sự đi. Vô đủ ông đi. Chấp ổng mọi đề tài luôn. Lúc này không thấy anh Sơn Tây vào tham gia chắc giận Duy Nguyễn. Lóc gãy cổ từ đời nào rồi. Sống như tối cổ quá bạn. Lóc Sơn Tây gãy cổ từ đời nào rồi nha bạn. 9 cộng 1 có thêm chị gái nào hay lên nói chung đó anh. Kệ em ơi. Phản động anh không muốn dính vô nha. Cuộc đời anh lo làm ăn, anh lo yêu nước thôi chứ phản động anh không muốn dính vô. Có thêm 10 chị gái cũng vậy thôi à. Đạo bất đồng bất tương di mưu. Các em có hiểu câu đó không? Đạo bất đồng bất tương di mưu. Khi nào mà gọi là tình ái nó đến, hợp hơi hợp kháng thì bỏ qua một bên. Còn trong tất cả những khía cạnh của cuộc sống, không đi chung đường thì không gặp gỡ. Lâu quá không thấy sếp mời chú Sơn Tây lên live vậy sếp. Lóc gãy cổ rồi chứ mời mọc gì nữa mày. Lóc gãy cổ rồi. Cho mình hỏi thằng cờ hó kinh Happy Media ở đâu vậy Duy? Nghe nó nói sặc mùi phản động. Sao tôi biết được trời? Sao tôi biết được kinh đó ở đâu? Tự nhiên ông vô tôi còn chưa biết kinh đó nữa. Ông vô hỏi kinh đó ở đâu? Nói tôi lên live của chị, tôi coi live của chị Hằng, tôi chỉ nghe kinh gì đó gì quên rồi, ba giai gì thôi. Với kinh gì, kinh Tam Mao gì đó. Kinh Tam Mao tưởng đâu kinh nhỏ nhỏ trẻ trẻ. Ai ngờ vô ông già. Mà tôi cũng nghe fan của tôi nói á, là ông đó chửi tôi là gì gì, gì quên rồi, gì gà què gì đó. Không biết có hay không có. Mà trong khi tôi với ông đó cũng không có thù oán gì nhau đó, không biết quen biết gì nhau, tự nhiên lôi mình chửi mình gà què luôn. Nghĩ mà nó chán thiệt. Cái này là Duy không biết nha, Duy nghe fan kể lại thôi, Duy chưa coi video đó, Duy không có biết có hay không có. Nó nhưng mà nếu mà có đó thì Duy cũng gửi lời tới cái ông đó già rồi, nói chuyện cho nó đàng hoàng, cho nó chỉnh chạc lại, mình đâu có thù oán gì với nhau đâu. Tại sao mình phải dùng từ khó nghe như vậy? Tự nhiên kêu Duy Nguyễn gà què thấy không mến rồi đó. Nó nói thôi mọi người thì đều có cái chính kiến, mọi người đều có này kia, thì bạn toàn là bạn kể ra mấy kinh anti chị Hằng không à. Tự nhiên bây giờ kinh anti chị Hằng xong rồi bay vô chửi Duy Nguyễn lãng nhách lãng như cái đìa luôn á. Tự nhiên giờ fan của ông thần y bay vô khịa clip game nó rất quớt à. Xét kèo mấy trận banh đêm nay đi anh. Ôi anh không quan tâm mày ơi, tuổi nào rồi xét kèo đá banh. Ủa mai Việt Nam đá cũng 11 giờ rưỡi hả các bạn? Tự nhiên có bạn Nguyễn Bình comment nó hơi bị xoắn não kìa các bạn. Bạn quên lắp não khi bạn comment kìa. Thì các bạn hãy trả lời comment của bạn Nguyễn Bình nha. Mình binh lên cho các bạn coi để bạn đáp. Chứ mình không có trả lời comment này. Sếp có nghĩ đầu tư lĩnh vực nào khác không? Không. Cuộc đời sếp chỉ là gym thôi em. Cuộc đời sếp chỉ là gym thôi. Johnny Đặng áo vest răng kim cương luôn kìa. Ủa Johnny Đặng là YouTuber hả mày? Mày hỏi anh Johnny Đặng, anh có chấp nhận anh là YouTuber không? Nói chuyện mày mày bú bú lẳng nhách. Bú tào lao. Hôm nay mày gây qua tao với anh Johnny Đặng là anh không ưa rồi. Đó. Còn nếu mà người có tiền mà lỡ này nọ này kia thì anh Duy Nguyễn sẽ hỏi, ủa anh ơi em làm gì sai với anh hả? Sao anh quất ai quất em trên mạng luôn vậy anh? Tôi bay vô, tôi bay cứ tát tên người này tên người kia vô. Mà trong khi xin lỗi mấy em cho rửa chén cho nhà người ta chưa nhận. Kênh YouTube hơn 700k kìa cha. Ủa cái kênh YouTube của họ đâu nghĩa họ là YouTuber. Có hiểu cái gì gọi là YouTuber không? Hả? Thí dụ giờ không để Duy Nguyễn lên mạng dạy free người ta nói tôi là teacher. Thằng phản động này nó ngáo ngôn. YouTuber là gì? Là những người ta sống bằng YouTube. Người ta kiếm tiền trên kênh YouTube đó thông qua quảng cáo và những cái sự kiện quảng cáo hết. Còn tự nhiên á, người cái YouTube là gì? Một cái personal hoặc là một cái business của người ta. Ok, người ta đứng lên người ta quảng bá hình ảnh của cá nhân hoặc là tập thể hoặc là của công ty.
Cái đó đâu phải là YouTuber. Không lẽ giờ ông Phạm Nhật Vượng xuất hiện trên YouTube cái mày nói ông thành YouTuber à? Đúng là phản động bú pha mà bú lộn người. Ca sĩ sub 2 triệu cũng là YouTuber đúng. Tại vì những cái đối tượng đó họ sống nhờ YouTube, họ sống nhờ tiền quảng cáo YouTube và họ phát triển brand name của họ trên YouTube để từ đó họ tham gia những sự kiện quảng cáo khác. Thì cái đó là đúng. Cái đó nếu mà họ tắt quảng cáo trên kênh YouTube của họ là họ buồn lắm luôn á. Nó còn mà hỏi ví dụ như anh Johnny Đặng mà bị tắt quảng cáo kiếm tiền trên kênh ảnh có buồn không? Và Duy Nguyễn tắt quảng cáo kiếm tiền trên kênh Duy Nguyễn có buồn không? Nó khác nhau về bản chất. Vì vậy thử không dùng YouTube, Facebook quảng cáo xem Duy có buồn không. À, sống nhờ YouTube thì nói đại đi. Vậy hả? Không biết có buồn không nữa. Quý vị thấy em có đẹp trai không? Chụp tặng Duy tấm hình này đi vào. Rồi chụp chưa? Chụp tặng Duy tấm hình đó nha. Đó, Duy mặc đồ đẹp quá. Để Duy ngồi kiểu cho bạn tặng Duy tấm hình nha. Hay là các bạn lấy hình này về cũng được, coi như Duy tặng các bạn. Để tháo tháo comment này xuống một cái. Rồi mời khúc cuối mình sẽ là tạo vài kiểu để cho mấy anh làm YouTube chụp hình thùm nha mày. Mấy anh YouTube chuyên gia lấy hình thùm của anh rất là xấu. Rồi chụp nha. Mấy anh YouTube làm thùm anh phải đẹp một chút. Mấy anh YouTube làm thùm xấu quá.